Kính chào các bậc phụ huynh cùng các con học sinh yêu quý. Hôm nay cô Loan rất vui được gặp lại các con và cô mang đến một món quà tặng chúng mình đấy. Đó là câu chuyện Chiếc ấm sen nở hoa. Chúng mình hãy chú ý và lắng nghe cô kể câu chuyện nhé. Chiếc ấm sen nở hoa. Có một chiếc ấm sen bị xích quai vứt nắn nóc bên vệ đường. Ấm sen buồn lắm vì chẳng có ai làm bạn. Một hôm trời đang nắng, bỗng dưng mưa rất to. Đôi bướm vàng bay đi tìm chỗ trú. Ấm sành xích quai khẽ gọi: "Các bạn ơi, hãy vào trong lòng tôi đây này." Đôi bướm vàng bay vào lòng ấm sành. Thật là một chỗ trú tuyệt vời, ấm áp và khô ráo. Mưa tạnh, đôi bướm vàng bay đi, chỉ còn lại một mình ấm sành. Vừa buồn vừa tủi thân, ấm sành khóc nức nở. Mấy ngày sau, có một cô bé đi ngang qua, nhìn thấy ấm sành, cô liền nhặt ấm sành về. Cô đổ đầy đất xuống lòng ấm sành và gieo xuống đó vài hạt giống. Bỗng một hôm, ấm sành ngạc nhiên kêu lên: "Ôi, cái gì đang cựa quậy trong lòng tôi thế này?" Có một giọng nói thì thầm vang lên: "Tôi đây, tôi là hạt giống đang lẩy mầm đây." Ngày qua ngày, những hạt giống nảy mầm thành khóm hoa rực rỡ, lá xanh mơn mởn. Các bạn ong bướm rủ nhau bay quanh xung quanh khóm hoa và reo lên: "Hoa đẹp quá, thơm quá, cảm ơn ấm sành nhé." Từ đó trở đi, ấm sành không bao giờ buồn vì thiếu bạn nữa. Vừa rồi thì chúng mình vừa được nghe cô Loan kể câu chuyện gì nhỉ? Vừa rồi cô Loan vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện Chiếc ấm sen nở hoa. Câu chuyện kể về một chiếc ấm sen bị xích quai vứt năn nóc bên vệ đường, và nhờ có một cô bé đã biết tận dụng trồng hoa vào ấm sen nên ấm sen đã trở nên ý nghĩa hơn đấy. Đó là nội dung câu chuyện Chiếc ấm sen nở hoa mà cô Loan vừa kể cho chúng mình nghe đấy. Và bây giờ cô Loan mời chúng mình hãy lắng nghe câu chuyện này lại một lần nữa nhé. Chiếc ấm sen nở hoa. Có một chiếc ấm xanh bị xích quai vứt năn nóc bên vệ đường. Ấm xanh buồn lắm vì chẳng có ai làm bạn. Một hôm trời đang lắng, bỗng dưng mưa rất to. Đôi bướm vàng bay đi tìm chỗ trú. Ấm xanh xích quai khẽ gọi: "Các bạn ơi, hãy vào trong lòng tôi đây này." Đôi bướm vàng bay vào lòng ấm xanh. Thật là một chỗ trú tuyệt vời, ấm áp và khô ráo. Mưa tạnh, đôi bướm vàng bay đi, chỉ còn lại một mình ấm sành. Vừa buồn vừa tủi thân, ấm sành khóc nức nở. Hu hu hu. Mấy ngày sau, có một cô bé đi ngang qua, nhìn thấy ấm sành. Cô liền nhặt ấm sành về, cô đổ đầy đất xuống lòng ấm sành và gieo xuống đó vài hạt giống. Một hôm, ấm sành ngạc nhiên kêu lên: "Ôi, cái gì đang cựa quậy trong lòng tôi thế này?" Có một giọng nói thì thầm vang lên: "Tôi đây, tôi là hạt giống đang lẩy mầm đây." Ngày qua ngày, những hạt giống nảy mầm trở thành những khóm hoa rực rỡ, lá xanh mơn mởn. Các bạn ong bướm rủ nhau bay quanh xung quanh khóm hoa và reo lên: "Hoa đẹp quá, thơm quá, cảm ơn ấm sành nhé." Từ đó trở đi, ấm sành không bao giờ buồn vì thiếu bạn nữa. Vừa rồi chúng mình vừa được nghe cô Loan kể lại câu chuyện Chiếc ấm sen nở hoa rồi. Và để hiểu hơn về nội dung câu chuyện thì cô Loan mời chúng mình hãy lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô Loan nhé. Các con cho cô biết trong câu chuyện nói về bạn nào, bạn bị làm sao? Câu chuyện nói về bạn ấm xanh, bạn bị xích quai vứt năn nóc bên vệ đường. Ai đã cho đôi bướm vàng trú mưa khi trời đang mưa? Ấm xanh đã cho đôi bướm vàng trú mưa khi trời đang mưa đấy. Bạn nào đã nhặt ấm xanh về và làm gì? Cô bé đã nhặt ấm xanh về, cô đổ đầy đất xuống lòng ấm xanh và gieo xuống đó vài hạt giống. Nhờ có sự chăm sóc của cô bé thì những mầm cây trở lên như thế nào các con?
Nhờ có những sự chăm sóc của cô bé thì những mầm cây trở thành khóm hoa rực rỡ, lá xanh mơn mởn. Các bạn ong bướm vây quanh ấm xanh và ấm xanh không còn cô đơn nữa đấy. Qua câu chuyện này, chúng mình học tập được điều gì? Qua câu chuyện này, chúng mình cần phải học tập bạn ấm xanh biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Và cô bé biết tận dụng những đồ dùng cũ hỏng để những đồ dùng cũ hỏng trở nên ý nghĩa hơn nhé. Còn chúng mình thì sao nhỉ? Chúng mình đã biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn chưa? Vậy chúng mình ở nhà hãy giúp bố mẹ chúng mình những công việc đơn giản vừa sức với chúng mình nhé. Và các con hãy cùng với anh chị chúng mình tận dụng những đồ dùng cũ hỏng. Chúng mình có thể trồng cây này, làm đồ chơi này để những đồ dùng cũ hỏng đó trở nên ý nghĩa hơn nhé. Và kết thúc giờ học rồi, cô Loan xin chào và hẹn gặp lại các con.